Xin chào mọi người, hôm nay cùng mình làm đồ nướng nha. Nay mình sẽ làm cá nướng, hai con nha, cùng với ngô nướng, mà ăn ngô nướng thịt, quá tuyệt vời còn gì. Thì đồ nướng thì làm sao theo củi được, đúng không nè? Giờ mình sẽ xiên vào cá, vào ngô. Mình sẽ cho cá xiên vào cạnh bếp để nướng nha. Châm lửa thôi nào. Chín rồi, mời mọi người cùng thưởng thức với mình nhé. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh để mình có động lực ra những video tiếp theo. Hẹn gặp mọi người ở những video sau. Bye bye mọi người.